hơn 30.000 cửa hàng ăn uống đóng cửa nửa đầu năm 2024. Theo VOA, trong nửa đầu năm 2024, ngành kinh doanh ẩm thực F&B Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức khi hơn 30.000 cửa hàng phải đóng cửa. Theo thống kê từ IPOS.vn tại Hội nghị Việt Nam F&B Summit 2024 ngày 21 tháng 8, tính đến tháng 6 2024, cả nước có khoảng 304.700 cửa hàng ăn uống, giảm gần 4% so với năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm gần 6%, trong khi Hà Nội tăng nhẹ 0,1%. Ông Vũ Thanh Hùng, Tổng Giám đốc IPOS cho rằng sự cạnh tranh khốc liệt và tăng trưởng chi tiêu không kịp với sự mở rộng sau đại dịch COVID-19 là nguyên nhân chính. Nhiều cửa hàng có tuổi thọ ngắn dưới 3 tháng xuất hiện nhiều hơn và cả những thương hiệu lớn cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn. Khảo sát cho thấy, người tiêu dùng giảm tần suất đi cà phê do áp lực công việc gia tăng, với 41,7% thỉnh thoảng đi và 32,3% đi 1-2 lần mỗi tuần. Dù vậy, doanh thu ngành F&B đạt 403.900 tỷ đồng, tương đương 68,46% doanh thu cả năm 2023, một phần do lạm phát và các chương trình khuyến mãi kích cầu giúp tăng số lượng giao dịch.